trở lại mảnh đất Hòa An. Trong chương trình Cao Bằng non nước ngàn năm kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu về mảnh đất xã Hoàng Tung, nơi có thể tìm hiểu về lịch sử hàng trăm triệu năm của trái đất qua các dấu tích còn sót lại, các hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản, đặc biệt là những cảnh quan đá vôi, là những minh chứng tuyệt vời cho sự tiến hóa và thay đổi của trái đất. Đây cũng là miền đất có nhiều giá trị di sản văn hóa lịch sử tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh giữ nước, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Là chốn địa linh nhân kiệt, mỗi tấc đất của Châu Thạch Lâm xưa, nay là huyện Hòa An, đều chứa đựng những dấu tích ngàn xưa để lại, phản ánh sinh động chất linh thiêng, hào hoa, trí tuệ, phẩm cách cùng khát vọng vươn tới chân thiện mỹ của người và đất nơi đây. Những câu chuyện huyền thoại và dấu tích lịch sử luôn là niềm tự hào của các thế hệ cư dân đã trải qua hàng ngàn năm. Trong đó, không thể không nhắc đến xã Hoàng Tung. Đây là một trong những tuyến nằm trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng. Ở xã Hoàng Tung tôi thì thuộc huyện Hòa An. Thì trong toàn huyện Hòa An thì có 4 điểm thuộc về công viên địa chất non nước Cao Bằng thì được UNESCO công nhận. Thì trong đó thì riêng xã Hoàng Tung thì đã có đến 3 điểm rồi. Đó là điểm đền Vua Lê, điểm hang Ngườm Xưa và đây là chỗ vườn đá Hoàng Tung. Thì có 3 điểm thuộc về công viên địa chất non nước Cao Bằng. Thì đối với 3 điểm thuộc về công viên địa chất thì với xã thì có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Đầu tiên, đến với vườn đá Hoàng Tung, nơi dấu tích của một vùng biển đã biến mất, không chỉ tồn tại trong các hóa thạch, dấu tích của đáy biển kết hợp với hoạt động của núi lửa ngầm, còn để lại rõ nét. Những chòm đá vôi nhọn, cao trên 20 mét, rộng trên 10 mét, phủ lên là màu nâu đỏ của trầm tích lục nguyên và phun trào trẻ hơn của hệ tầng sông Hiến. Ở đây có những khối đá vôi được rửa lũa, ăn mòn một cách đặc biệt, để phản ánh một giai đoạn trong lịch sử phát triển địa chất lâu dài của khu vực. Không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn có giá trị về mặt sinh học. Tách giãn lục địa, tạo rip nội lục xảy ra trong kỷ Triát cách đây khoảng 250 triệu năm, làm xuất hiện nhiều núi lửa ngầm dưới biển và lắng đọng trầm tích, hình thành nên các đá lục nguyên, núi lửa phủ lên trên đá vôi cổ hơn. Những nét độc đáo kể trên không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn rất có ý nghĩa khoa học, cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về một vùng đất có lịch sử hàng trăm triệu năm. Hang Ngườm Xưa là hang đá vôi lớn và sở hữu những di sản kép, vừa là di sản địa chất, vừa là di sản di tích lịch sử cách mạng Việt Nam. Hang Ngườm Xưa phát triển trong khối đá vôi, hình thành trong điều kiện biển đông và ấm, cách đây khoảng 270 đến 360 triệu năm. Khu vực cửa hang còn lưu giữ những dấu vết hai bậc thềm sông, minh chứng cho hoạt động nâng của khu vực này trong giai đoạn tân kiến tạo. Theo truyền thuyết của người Tây, Ngườm Xưa là hang đá mà chàng Pú Luông đánh nhau với hổ để bảo vệ cuộc sống bình yên của gia đình. Năm 1995, Ngườm Xưa được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đặc biệt, dựa vào thế núi rừng hiểm trở, được bao bọc bởi sông Mãng và sông Bằng Giang để xây căn cứ, chọn Na Lữ thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An ngày nay. Nhà Mạc làm đế đô được 85 năm. Đây là dấu tích còn sót lại rõ nét nhất ở thành Na Lữ. Từ những năm cuối thế kỷ 16, nhà Mạc chạy lên Cao Bằng. Mạc Kính Cung chiếm lấy thành Na Lữ, lập cung điện. Sau ba đời sinh sống ở Cao Bằng, đến thời Mạc Kính Vũ bị quân Lê Trịnh đánh bại. Đến năm Chính Hòa thứ 3, đời vua Lê Hy Tông, tức năm 1682, quan trấn thủ Cao Bằng là Lê Văn Hải đã tâu xin vua Lê cho sửa chữa thành Na Lữ cũ để làm đền thờ vua Lê Thái Tổ và chính là đền vua Lê hiện nay, lấy áo bào và thanh kiếm thờ ở chỗ ngai vàng. Vâng, như điểm di tích đền vua Lê thì là cũng thuộc về công viên địa chất non nước Cao Bằng. Thì điểm đền vua Lê thì mang tính giá trị về lịch sử rất cao. Đó là về trước đó là cung điện của nhà Mạc. Sau quá trình thất thủ thì nhà Mạc lên Cao Bằng, đóng đô được 3 đời vua. Sau đó thì nhà Lê cho quân lên dẹp nhà Mạc thì đổi cung điện nhà Mạc thành đền thờ vua Lê cho đến ngày nay.
thì mang cái giá trị lịch sử về miền đất Cao Bằng, thì trước đó thì nó cũng như là một cái cố đô đấy. Thì hàng năm thì xã cũng tổ chức cái lễ hội truyền thống đến Bố Lê, được tổ chức vào ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng. Từ năm 2019 thì đã được nâng tầm lên là lễ hội cấp huyện, thì cũng là thu hút rất nhiều đông đảo du khách đến dự lễ hội. Theo truyền thuyết và tư liệu lịch sử, đền Vua Lê vốn là cung điện trong thành Na Lữ và được xây dựng trên một gò đất cao phía bắc thành Na Lữ. Và gò này còn gọi là gò Con Long, tức gò rồng. Trong thành Na Lữ có bốn gò đất nổi lên, được các triều đại vua phong kiến đặt cho bốn cái tên: Long, Ly, Quy, Phượng. Ngôi đền này đã được trùng tu vào năm 2012, nhưng về kiến trúc và quy mô vẫn giữ được nguyên bản. Tại đây, các nhà khoa học đã khai quật khảo cổ để minh chứng cho dấu tích xưa. Nhà Mạc thì lên Cao Bằng thì đóng đô được ba đời vua: Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ. Thì trong ba đời vua đó thì trên Cao Bằng thì cũng tổ chức được các hội thi hương, thi hội. Nó cũng giống như một cái vương triều, một quốc gia thu nhỏ đó. Nhưng sau quá trình tiến triển của lịch sử thì nhà Lê thì lên để dẹp nhà Mạc. Sau đó nhà Mạc thì thất thủ thì bỏ sang Trung Quốc và lưu vong. Thì bây giờ thành nhà Mạc thì chỉ còn lại dấu tích thôi, dấu tích của chân thành thôi. Còn chỗ đền Vua Lê thì trước đó là cung điện của vua Mạc, thì sau đó tu sửa lại thành đền thờ Vua Lê. Thì vừa rồi thì tỉnh Cao Bằng cũng tổ chức cái khai quật khảo cổ, thì cũng phát hiện được cái nền móng của cửa thành, cửa phía đông nam của thành Na Lữ. Thì cũng cái quy mô của thành thì, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu thì rất là quy mô, rất là lớn, cũng rất là đẹp. Vâng, thì cái vấn đề bảo tồn các hiện vật thì luôn luôn được xã cũng như là bà con hết sức là quan tâm. Chúng tôi thì đã có, hiện tại thì trên đền thì cũng có để trưng bày tại trên đền, nó đạn đá này. Còn như là tường thành Na Lữ thì vừa rồi tổ chức khai quật thì chúng tôi đã chỉ đạo là cho hoàn thổ lại nguyên trạng để lưu giữ lại những cái giá trị dưới đất để tránh cái hư hại. Còn về sau tiếp tục thì nếu mà có khai quật thì sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Cho đến nay, thành Na Lữ gần như mất dấu sau lớp bụi thời gian, không còn xác định được mặt cắt của thành cũ. Bốn cổng đã bị lấp đất toàn bộ, chỉ còn lại một đoạn đất thành ở phía đông. Trên nền thành cổ còn sót lại góc cuối cùng của ngôi đền thờ Vua Lê, cùng vết tích nền thành lò vôi, vườn đạn đá, gạch vồ và nền cung điện xưa. Trải qua thăng trầm của lịch sử, thành Na Lữ hiện nay vẫn được người dân địa phương tự hào nhắc đến với những huyền tích lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng chính từ những trầm tích của hàng trăm năm cũ. Các nhà khoa học đã cố gắng có cái nhìn công minh và khoa học về một vương triều trong lịch sử này. Những dấu tích này là niềm tự hào của mảnh đất và con người Hoàng Tung, và mỗi người dân nơi đây luôn ý thức giữ gìn những giá trị đó. Rất vinh dự cho xã Hoàng Tung là có 3 điểm thuộc công viên địa chất non nước Cao Bằng. Thì trong đó có di tích là đền Vua Lê, hai là hang đá ngầm xưa và vườn đá Hào Lịch. Thì cũng trong thời gian qua thì địa phương cũng rất mong muốn là kết nối các điểm di tích lịch sử cũng như là các điểm trong công viên địa chất. Địa phương cũng rất mong muốn là kết nối được các điểm làm sao để phục vụ người dân, là người dân biết đến nhiều hơn thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cũng như là qua đài truyền thanh của xã, cũng như là công tác bảo tồn các điểm di tích như là vườn đá, để làm sao cho người dân nâng cao nhận thức, không xâm phạm di tích lịch sử cũng như là các công viên địa chất non nước, thuộc công viên địa chất non nước. Thì tới đây thì Ủy ban Nhân dân xã cũng phải xây dựng kế hoạch là quản lý các khu di tích, đồng thời gắn với các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Hà An về việc là nâng cao nội lực của huyện, phát huy tiềm năng giá trị của các điểm di tích lịch sử trên địa bàn toàn huyện. Thì tới đây gắn với các tổ chức các lễ hội như lễ hội đền Vua Lê, hoặc là lễ hội
đền Rẻ Đóng thuộc xã Hồng Việt thì sẽ có những cái kế hoạch liên kết cụ thể và nâng cao cái nhận thức của người dân. Dù đã trải qua hàng trăm triệu năm về địa chất cũng như những dấu mốc lịch sử hàng trăm năm, song những hiện vật vẫn được tái hiện tại nơi đây, chứa đựng những thông điệp của quá khứ, khẳng định về giá trị địa chất trong những giai đoạn phát triển của trái đất, cũng như những dấu tích lịch sử của các vương triều, thể hiện nghệ thuật kiến trúc quân sự ở đỉnh cao, cùng với thành quách vững chắc trên miền đất biên viễn của Tổ quốc. Cho đến nay, những dấu tích này vẫn mang những giá trị lớn về địa chất, lịch sử, văn hóa, qua các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.